là ai thì từ từ sẽ biết. Bởi vì ngay bây giờ thì tôi có một vài điều cần thống nhất với các bạn như sau. Điều thứ nhất, ngày hôm nay là buổi offline của group Không Sợ Chó, nên là mong anh em hãy tự tin hết mình, vui vẻ hết mình và không phải ngại làm gì cả. Điều thứ hai, đó là ngày hôm nay chúng ta không được stop butterfly như trong những bài chúng ta đã ghi. Chúng ta vui thôi, đừng vui quá. Thiên cầm như hai của bạn. Hát nào, mọi người có chưa? Vậy là bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón những khách mời đầu tiên. Xin mời mọi người hãy hộp tên người lên ạ. Là ai ạ? Là ai ạ? Chưa chết lại. Ngã cây còn sống rất là vâng. Và
Cảm ơn rất nhiều. Vâng, và ngày hôm nay thì nếu mà đang muốn hỏi ba người này thì bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi đó. Trò chơi thắng là hồi, thắng ăn và ngã tay trả lời. Và ngày hôm qua thì chúng tôi đã chọn ra được 3 câu hỏi trên group không sợ số. Và bây giờ là câu hỏi dành cho Ngã Tây ạ. Lý do lập group không sợ số là gì? Lần đầu tiên thì cho phép mình xin được gửi lời thăm hỏi đến tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất đông luôn. Toàn xe xin gái đây. Toàn xe xin gái đây. Rất là đông. Lý do đầu tiên kể là lý do mà bọn mình lập ra đồ lúc không sợ chó là để dành cho những member của chủ thuê, tham gia chủ thuê nói riêng và tất cả các bạn trẻ trên Facebook nói chung. Chúng tôi sẽ tạo ra một sân chơi cho bạn để cho các bạn xả những buồn bực, những chuyện vui, chuyện hài, những chuyện không biết nói với ai. Và chung không sợ chó sẽ là một cái nồi lẩu đó các bạn, rất là hổ đối luôn. Và các bạn có biết tiêu chí của group không sợ chó gì không ạ? Không sợ chó. To lên nữa đi ạ. To lên nữa. Tiêu chí là gì ạ? Không ăn đồ. 1, 2, 3. Không ăn đồ. 2, 3. Không ăn đồ. Ôi, nó chẳng xin cùng ý. Ôi, xin cái kia mà nói bay. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển một tính khác. Có vẻ như là khán giả hỏi ba thì không ai thích lắm. Vậy thì để ba người này hỏi khán giả, với mỗi câu trả lời đúng, khán giả sẽ được ngay